Cao Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em xin gửi đến mọi người một số cây cần Nhật Bãi gồm có chất liệu là phíp carbon và cần trúc thật. Shop em là bên quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mua hàng thì gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em qua số 077 8873 789. Mọi người mua hàng của bên em là được kiểm tra rồi thanh toán và bên em có ship COD toàn quốc. Rồi mọi người mua thì nhắn giùm em cái mã hàng được đánh từ số 1 cho tới số 22. Video là video số 557 nha mọi người. Rồi đầu tiên em sẽ giới thiệu đến mọi người là một cây lưu hai khúc ha, một cây lưu gành. Cây này của hãng Technogia mọi người. Cây này thì nó còn có bao luôn. Còn có bao zin luôn nha mọi người. Cái bao của nó đây. Enjoy Technogia. Cần full hộp, full bao cũng còn đẹp. Cái này nó về nó bị cắn một tí ở đây thôi. Tay cầm là gỗ bằng phôi carbon bát hãng. Khoen này là khoen đá sứ hãng. Chiều dài của cần này là 3 m, độ cứng MH, lưu là từ 10 cho tới 50 g. Cái này độ cứng rất là cao nha mọi người. Đây, lưu gền, lưu biển ha. Khoen đá sứ hãng. Cái ngọn nó đây. Cần thì còn rất là đẹp. Cây này đọt là 2 ly 2, nặng 280 g. Số 1 ạ. À. Rồi, cây này để cho mọi người 600. Cây này khoen bát hãng, giá cũng bình dân luôn nha mọi người. Rồi tiếp theo là số 2. Số 2 là một cây cần 3 khúc, 2 ngọn. Carbon vân, cần thì cũng còn rất là đẹp. Khoen của nó là khoen Fuji dạ quang, bát Fuji. Dài 2m7, độ cứng 50, 3 khúc, nặng 390 g. CG, tháp đọt nha mọi người. Khoen của nó là khoen Fuji dạ quang. Cái gốc nó là nó không có khoen. Gốc này là không có khoen. Lóng giữa nó có hai khoen và lóng ngọn. Ngọn thì nó có hai ngọn, 6 khoen và một cái đầu bu. Đọt thì nó gồm có hai cái đọt, một đọt là 2 ly 4 và một đọt 2 ly 7 nha mọi người. Tướng nằm 50-80. Rồi mã số 2, cây cần rất là đẹp, giá 600, giá cũng rất đẹp luôn. Số 2 nha mọi người. Carbon. Rồi em xin giới thiệu đến cần số 3, một cây hai khúc của Daiwa Kella. Bát Fuji. Quang Fuji dạ quang. Kella Haya Sun X. Phôi cần thì cái lóng gốc nó hơi bị cũ. Còn lóng ngọn thì đẹp nha mọi người. Đây. Dài 2m1, độ cứng cây này 20, 30, em xin lỗi. Độ cứng cây này tầm 30, nó bị tróc hết cái phần này rồi. Cứng tầm 30 nè. Thu gọn 110 cm nha mọi người. Hai lóng Kella. Đó. Hơi bị trầy cũ theo thời gian, khoen Fuji dạ quang. Trời, cái lóng ngọn thì rất là đẹp. Lóng ngọn thì hầu như là không có bị giờ phê bị cũ gì hết mọi người, chỉ hơi trầy nhẹ thôi. Khoen nó là khoen Fuji dạ quang, còn nguyên, không có bị hao hụt. Đọt 2 ly 3, nặng 300 g. Rồi cây này thì nó hơi bị cũ sơ thôi, cũ ở phần này thôi. Em để giá cũng rẻ cho mọi người về xài nha. Dòng này thì xài bao bền luôn. Chất liệu của nó là rất là xịn luôn nha mọi người. Kella. Rồi số 3, nặng 300 g, 550 ngàn. Tiếp theo là mã số 4 ạ. Là một cây carbon lưu 2 khúc của hãng Daiwa. Daiwa Cross Carbon.
cc dài 6 mét, à, em xin lỗi, dài 1m8, 2 khúc. Lưu là từ 4 cho tới 14 gram, lai là từ 4 cho tới 10 lb. Cây này Action L, xuất Nhật 4960 đây mọi người. Thu gọn là 95 cm, nặng 125 g, đọt màu ly 6, gốc mưa gốc là 9,4 ly. 66% là carbon, còn lại sợi thủy tinh và các chất khác là 34%. Còn nguyên cái hộp luôn mà nó bị mất hai cái nắp chụp nữa rồi. Nên em để em đọc thông số cho mọi người ha. Tay cầm ở đây thì nó bằng mút. Bát là bát Daiwa luôn, cần hai da sáng ít khoan Fuji, bát Fuji. À, bát Daiwa cần hai da sáng ít luôn nha mọi người. Còn nguyên không bị hao hụt gì hết, khoan Fuji. Cần còn rất là đẹp ha. Rồi, cây này là mã số 4 ạ. Dài 1m8, độ cứng ăn L thôi. 650 phi ship luôn nha mọi người. Sẽ kiếm cái nắp chụp lại cho mọi người nha. Giờ mình có cái hộp mình bỏ vào, đi đâu đi câu mình bỏ vào cho nó đỡ trầy ha. Rồi số 4 cho mọi người 650.000. Số 5 là một cây ISO khoen lớn ha. Cây này dài là 5m4, đọt số 4 nha mọi người. Đây, đọt cũng rất là hiếm ha. Cây này của hãng WEZZ Trung Quốc sản xuất. Cần còn rất là đẹp, bát Fuji, khoen Fuji 7 khoen. Đọt 1 ly 7, nặng 400 g. Trầy xước ít. Đợt cây này là mã hàng số 5. Số 5 giá 600 free ship luôn nha mọi người. Số 6 là một cây súp lở dài 3m6, độ cứng 15. Verstes Wheel Caster. Cây này thì cái đít cần này nó cố định rồi, mình không có mở ra được nha mọi người. Đây. Bát Fuji FS6 nè. Khoen Fuji 4 khoen, một cái bu carbon trơn. Đọt là 1 ly 8, nặng 240 g. Con này có bị trầy nhẹ thôi, nó là carbon nha mọi người. Đây, ở đây nó bị trước xước một đường thôi. Rồi, cây này thì độ cứng là 15. Số 6 giá 430.000 free ship luôn nha mọi người. Đây, cái đít nó không mở ra. Để giá đẹp luôn cho mọi người ạ. Số 6 430. Số 7 là một cây trợ máy ISO khoan nhỏ, bát Fuji FS6, chiều dài 5m4, độ cứng số 2, hãng WEZZ Trung Quốc sản xuất nha mọi người. Đây. Bát Fuji, khoan Fuji. Cái này ngọn nó là 1 ly 3, nặng 300 g. 300 g 1 ly 3, carbon vân. Rồi cây này là mã hàng số 7 nha mọi người. Số 7 ạ, cần thì cũng còn đẹp ha. Giá 480.000 free ship luôn nha mọi người. Số 7 ạ. Số 8 là một cây súp. Số 8, số 9 là một cặp á mọi người. Cặp luôn ha. Mọi người lấy một cặp luôn về xài. 4m2 nè. Made in Korea Super Súp Carbon 4 lóng nè. Có bị trầy xước nhẹ nha mọi người. 650 một cây. Bát Fuji FS7, khoen Fuji, con cái mình gặp được. Đọt của cần này là 2,5 ly. Cần thì nó cũng có bị cũ theo thời gian xíu nha mọi người. Có bị xước lông mèo ha. Xước nhẹ ha mọi người. 4m2, cần này nó cũng nhẹ thôi, nó có 300 g thôi nha mọi người. Vì mình câu lục đầu cần rồi đánh bạc bãi ok. Cái này là mã số 9 ạ, dài 4m2, đọt 2,5 ly và nặng 300 g chứ. Số 8 và số 9 nha mọi người. Đây, số 8 và số 9. Một cây như vậy là 650 ha, lấy một cặp. Về câu luôn nha mọi người. Giống nhau nha, ngoại hình thương hiệu luôn. Số 10. Một cây 3 khúc. Cây này là của hãng
Olympic nha mọi người. Cái này là của hãng đây, Mamiza, là nó là từ thương hiệu của Olympic nè, Made in Japan luôn, Nhật càng Nhật. Bát Fuji, khoen lá Fuji, khoen lá xích Fuji. Cái này cứng có 30 thôi. Dòng này thì đọt nó cũng yếu ha mọi người. Về mình câu câu trê hay là câu phi rồi, còn cá tra rồi là không có phù hợp nha mọi người, đọt nó dịu ha. Đây, mình câu dòng câu giải trí vui thôi. Đọt nó dịu 50 thôi, cứng 30 thôi. Cứng 30. Đây, dòng Nhật ha. Đa phần thì những cái càng Nhật nó thiên về cảm giác nha mọi người. Đọt mẫu ly 8 ạ, nặng là 360 g. Càng thì cũng còn rất là đẹp, màu bạc như thế này, màu trắng bạc ha. Số 10. Rồi, cây này giá 850 ngàn, dài 3m6, độ cứng 30. Số 10, 850. Số 11 là một cây 2 khúc lăng xê, dài 2m1. 2m1, độ cứng là 50. Legend gì đó mọi người. Bát Fuji, khoen này là khoen Fuji nha mọi người. Chất liệu là carbon ha. Cứng 50, tháp đọt. Đọt này là 2 ly 4. Đọt 2 ly 4. Cái má bên đây thì nó có hơi cũ theo thời gian sơ nha mọi người. Nó nặng 240 g. Số 11. Rồi giá là 500 free ship luôn. Số 12 là một cây cần bị lỗi á, lỗi khoen và lỗi bu nha mọi người, nó không có đầu bu. Cây này của hãng Mirace World Seasider. Dài là 5m4, 5 lóng còn 5m2, bị mất 20 cm, đọt số 3. Bát Fuji FS7. Đọt nó là 2 ly 2. Cây này thì còn một cái khoen đề 3 và kế đề 3 thôi. Là hai khoen Fuji, mình về mình có thể xài lại được ha. Còn lại thì nó mất đầu bu và các cái khoen chạy và cái khoen cố định ở đây là bị mất rồi. Nói chung nó mất chắc cũng 4-5 khoen gì đó mọi người. Đây. Phôi cần còn đẹp. Về mình có thể hạ cần tay. Hạ cần tay đánh thì cứng tầm 3H ha. Carbon trơn. Dài 5m2. Đọt 2 ly 2, nặng 330 g. Số 12. Cây này giá 380 ngàn free ship. Bát Fuji, còn xài lại cái bát được ha. Số 12. Số 13 là flip nha mọi người. Số 13 tới đây là flip. Số 13 là em bán một cặp. Cặp này là dài 2m4 và 2m7. Cây này 2m4 đây mọi người. 2m4. Separate Boss Made in China OGK. Khoen nó đây mọi người. Ngọn 1 ly 8, độ cứng tầm 20, nặng 180 g. Bát hãng ha, bát vặn. Tay cầm đây là mút. Cái này nó thu gọn thì khoảng là 4 58. 55 tới 58 cm. Và cây này là 2m7, tay cầm là bằng mút, bát hãng luôn. Dài 2m7, Made in China, 6 lóng, Borrow Mask, khoan nó đây mọi người. Cái này thì ngọn nó là 2 ly, cứng tầm 20, nặng 240 g. Nói chung cần là còn ok nha mọi người, hàng bao lỗi cho mọi người luôn nha. Nhiều khi lâu ngày thì có khoan này đó. Em gửi về nó có hơi xúc thì mọi người về có thể lấy keo dán vào ha. Keo dán sắt, mình dán vào, nó cố định lại cái khoan. Mình xài lâu ngày thì nhiều khi mưa gió rồi nó bông cái này ra thì không sao nha mọi người, mình gắn keo lại mình xài tiếp ha. Rồi cây này là một cặp. Cây này thì em coi nó thu gọn bao nhiêu ha, 70. Cái này thu gọn dài hơn tầm 70 ha. Số 13, 206 cặp này, 2m4 và 2m7 ha. 206 là em free ship cho mọi người luôn. Tiếp theo là 14 nha mọi người, là một cặp 3m luôn. 3m nè. Còn đẹp lắm mọi người, độ cứng tầm 20. Waku Taki, độ cứng DX là 20 nè. Bát là bát hãng, bát vặn. Tay cầm là mút shop. Khoen là khoen đá sứ như thế này.
Lá sứ hãng ha. Đọt này là đọt đặc nè. Cây này ngọn nó là 1 ly 8, độ cứng cũng tầm 20 nha mọi người. Và nó nặng là 230g. Trần thì cũng còn đẹp. Rồi số 14 nha mọi người. Lóng cây này thì khoảng 70 ha. Dạ, lóng tầm 70. Số 14 cặp này giá là 300. Số 15 em bán một cặp là hai cái cặp như thế này, khoen là khoen không có lồng sứ, inox không lồng sứ nè. Một cây là 1m6, một cây 2m1. Bát của nó là bát vặn inox như thế này. Tay cầm ở chỗ này là bằng mút này nha mọi người. Đây. Một cây là 1m6 ạ, một cây là 1m6 là cây này nè, đọt nó là đọt đặc luôn. Còn cây này là cây em xin lỗi, cây 2m1 là ngọn đặc ha. Còn cây 1m6 thì không biết đặc hay rỗng đây. Này không nhận dạng ra được. Còn cây này là đặc nè mọi người, nó bị tróc cái phần sơn đây nè. Nó là đọt đặc ha. Đọt đặc thì mình xài nó bền ha. Với lại là nó đàn hồi tốt. Đọt là 1 ly 9. Cây này 1 ly 9 nè mọi người. 1m6 là 1 ly 9 nặng 100g. Cây 2m1 thì là 1 ly 7 và nặng 140g. Đó. Một cặp như thế này giá là 200 phi ship luôn. Số 15. Số 15. Số 16 là một cây. Cây này là của hãng Daiwa nè. Cây này thì hàng này nó cũng ít có ha mọi người. Nó dài 2m4 và nó cứng 30 nè. Fit Made in Korea. Bát là bát Fuji. Khoen Fuji. Đọt là đọt đặc. Cây này ngọn nó 1 ly 8 200g. Đó, cứng 30. Rồi, cây này Fit ha. Fit thì số 16 giá 209 thôi, free ship luôn. Số 16. Số 17 em giới thiệu là một cây 4 khúc. Hàng nội địa Nhật. Hãng Olympic. Olympic Miami nha mọi người, Miami nè. Best quality fishing rods. Dài 4m rưỡi. 4 lóng tháp đọt. Lóng gốc nó không có khoen, tay cầm ở đây là bằng gỗ. Lóng thứ hai thì nó có khoen đề ba nè mọi người, khoen gập nè. Mình về mình xài xong mình gập xuống thì đi câu nó gọn gàng ha. Lóng giữa thì nó có một khoen thôi. Khoen Fuji đá sứ trắng vàng như thế này. Và lóng ngọn nó thì nó có hai cái khoen và một cái bu. Cái này ngọn nó là 4 ly 4, độ cứng nó để độ cứng hát nha mọi người. Đây mình câu bạc bãi rồi câu đánh lục luôn ha. Nặng là 1,4 kg. Cái này hơi nặng mọi người. Giá 450 phi ship luôn nha mọi người. 4 khúc. Số 17. Số 18 là một cây 2 khúc thôi. Chất liệu fit, dài 2m4, còn rất là mới, tay cầm ở đây là bằng gỗ nè, bát là bát vặn inox, bát vặn thì nó cứng chắc. Dài 2m4. Khoen nó là khoen rồng rọc. Cái này khoen đề ba nó đây mọi người. Khoen đề ba nó là khoen dạng khoen kiểu này. Các khoen khác là khoen rồng rọc. Rồng rọc. Còn rất mới và xài còn tốt. Bu rồng rọc luôn. Khoen lóng gốc nó thì nó có một cái khoen đề ba này thôi, còn lóng ngọn nó là 1 2 4 cái khoen rồng rọc và một cái bu rồng rọc ha. Cần này ngọn nó 5 ly rưỡi lần mọi người, cứng hơn 100. Cứng cao ha, câu biển rồi ok. Nặng 550g, số 18 450 phi ship luôn. Số 19 nhà một cây cần lăng C phíp đỏ. Dài 1m8. Daiwa, khoen là khoen Fuji đá sứ đen trắng. Bát là bát Daiwa vặn inox, tay cầm ở đây bằng gỗ. Lóng gốc nó có một khoen thôi, lóng ngọn nó thì nó có 4 khoen và một cái đầu bu. Đọt nó là 3 ly 3. Cây này độ cứng cây này tầm 50. 50 60. Nặng 420g, số 19 ạ. Giá là 350.000. Số 20. Số 20 21 là trúc. 20 21 22 là cần trúc. 20 1m6. Cần này là một cặp 1m6. Cái này thì tay cầm ở đây là nó quấn cái này vào để mình cầm cho nó không có bị trơn á mọi người, nó có ma sát thôi. Chứ phần này thì nó không có bị lỗi gì, mình về mình thích thì mình để, không thì
mọi người có thể tháo ra ha. Còn ở phần này thì nó có ma sát rồi nè, nó có gồ ghề rồi nên người ta không có quấn nha mọi người. Phần này thì nó có cái chỗ để mình quấn cước đây đó, khoen nó đây mọi người, khoen đề ba nó đây. Còn lại các cái khoen kia thì là khoen không có lồng sứ ha. Đó, thiết kế như vậy, bu là bu chống sắn luôn mọi người đây, bu chống sắn luôn. Rồi cặp này em bán 350, 1m6, cặp số 20, cặp số 21. Đây, cái này thì nó cũng quấn tay cầm để mình cầm cho nó có ma sát thôi. Cũng là 1m6, cũng có chỗ để mình quấn cước, có khoen đề 3. Các khoen cái thì, các khoen còn lại thì nó là dạng inox như thế này. Bu là bu xoắn cước luôn, giống như cái này nó tháp đọt sợi thủy tinh để xem thấy mềm nè, mà không biết là đọt này đọt sợi thủy tinh hay là đọt trúc thì không rõ nữa đây mọi người. Mình thấy có vẻ nó đàn hồi, nó dịu ha. 21 ạ, mã 21 ạ, giá cũng là 350 luôn nha mọi người, một cặp đó. Rồi 22 là một cây. Cần này rất là đẹp luôn, có đóng mộc, Bát Fuji FS FS6. Cần này nó thiết kế đẹp, khoan đề ba nó đây mọi người, đây rất là kỳ công ha. Cái này là mình bảo vệ thôi, khi nào mọi người không rút ra thì mình gắn cái này vào, còn không thì còn khi mình gắn cái cần vào thì rút ra thôi. Đó, khoan nó đây mọi người, đọt nó là đọt trúc luôn, rất đẹp ha. Nước sơn còn bóng, cây này rất đẹp. Khoen nó là không biết khoen này khoen đá sứ mà có phải Fuji không thì không rõ nha mọi người. Rồi, đọt là dài 2m4, cây này dài 2m4, đọt 1 ly 1, nặng 140g. Rồi, cây này thì độ cứng chắc cũng tặng 10 thôi 10 15 thôi, mình câu cảm giác thôi, sưu tầm là chính nha mọi người đó. Nó làm cái cần rất là đẹp ha, nghệ nhân Nhật làm rất là kỳ công, màu sắc thì cũng rất là đẹp, còn rất là mới. 140g, số 22, giá 250 nha mọi người, free ship luôn. Rồi mọi người mua hàng thì gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em nha. Em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người.